Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của 50mm Việt Nam. Hôm nay trong chuyên mục Gear Review thì mình sẽ mang đến cho các bạn một bài đánh giá về chiếc ống kính có xuất xứ từ Trung Quốc có tên là TT Artisan 21mm f1.5 ngàm Leica M. Đầu tiên sẽ là lý do tại sao mình có chiếc ống kính này. Đấy là bởi vì một ngày kiểu như TT Artisan gửi cho mình một cái email bảo là kiểu bọn ta đang làm một cái bọn sản xuất ống kính đến từ Trung Quốc và có khá là nhiều ống kính chất lượng cao. Thế nên là muốn nói Việt Nam có thể làm cái bài review chiếc ống kính bất kỳ thì mình chỉ việc lên website của TT Artisan và chọn chiếc ống kính thôi. Và lúc đấy thì mình đang thiếu một cái chiếc ống kính góc rộng mà khẩu lớn. Thế nên là mình đã chọn chiếc 21 f1.5 này. Và nói đến đây hẳn là nhiều bạn sẽ kiểu như là hơi phân vân một chút giữa cái tên là TT Artisan và 7 Artisan đúng không ạ? Tuy nhiên là TT Artisan và 7 Artisan là hai hãng khác nhau và cũng đang theo đuổi hai cái triết lý tương đối khác nhau nữa. Ví dụ như là 7 Artisan thì họ có khá là nhiều cái ống kính ngàm, nhiều loại ngàm. Và thêm nữa là họ hướng đến cái đối tượng người kiểu như là người dùng từ ít tiền cho đến cao cấp hơn một chút. Còn đối với TT Artisan thì sau khi mình ngó một lượt trên website của họ thì đa phần đều là ống kính từ tầm trung lên đến cao hơn một chút. Ví dụ như chiếc 21 F1.5 này nếu mình nhớ không nhầm thì cũng có giá gần 500 đô. Tức là cũng không phải là một ống kính MF kiểu rất là rẻ tiền mà nó là ống kính MF chất lượng tương đối tốt đấy. Đầu tiên khi mà mình nhận được cái chiếc ống kính này thì mình thấy khá là sướng bởi vì là cái bao bì sản phẩm này nó rất là đẹp và chuyên nghiệp. Bạn có thể nhìn thấy ở đây, cái này cũng kiểu như là hơi giống của bên Zeiss Vatis nếu mình nhớ không nhầm. Và khi mở ra thì trông nó cũng rất là đẹp. Thì ở trong này nó sẽ có một cái kiểu nhung đỏ trông rất là ok luôn. Sau đấy là có ống kính này, nó có hút vuông nữa. Xong rồi nó có cái nắp tròn, nó có một cái tua vít. Tua vít này thì nó sẽ dành để cho cái việc mà điều chỉnh lại cái vòng nét này có chuẩn chưa. Bởi vì thật ra thì các ống kính MF mà khẩu lớn ấy, các hãng như TT Artisan hay 7 Artisan luôn luôn có một cái giúp cho bạn có thể chỉnh được là cái vòng nét của bạn đã chuẩn chưa. Cái việc này làm thế nào chỉnh được thì ở trong ngay trong cái hộp này thôi nó cũng sẽ có một cái kiểu như là hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn giúp bạn kiểu như điều chỉnh cái nét về chuẩn hay là chưa. Và trong này thì sẽ có hẳn một cái hút nữa là hút tròn. Nếu chỉnh chúng ta đây, có cái hút vuông và cái nắp vuông, kiểu vuông thì hơi quá đáng, xin lỗi. Đây là gọi là hình gì nhỉ? Hoa bốn, kiểu như bát giác. Nó khá là đẹp. Và cái hút này cũng như vậy, xong rồi bát giác kiểu như này. Nhưng mà nếu mà bạn không thích cái hút này thì bạn hoàn toàn có thể lắp một cái hút khác. Ở đây thì mình có một cái hút tròn vẫn đi kèm của hãng luôn. Cái việc lắp hút ở đây thì nó cũng khá là đơn giản thôi, nó là dùng cái hệ thống là xoay. Đây, khi lắp vào thì nó sẽ thành cái như thế này. Cái hút tròn này để làm gì? Là để giúp bạn lắp filter. Thì ở đây mình nếu mình đoán không nhầm thì cái filter này rơi vào khoảng 67. Tức là nếu mà bạn có một cái filter 67 và lắp vào đây thì ok. Đấy, thì cái hút này để lắp filter. Nếu bạn không muốn đeo hút thì nó sẽ luôn luôn có một cái nắp tròn đây. Và cái nắp tròn này cũng hay nữa. Đầu tiên mình tưởng là xoáy nhưng hóa ra lại là cài. Cài vào cái là xong, nó có hai cài hai bên. Đó là về ngoại hình của chiếc ống kính này. Thế thì ngay cái hôm đầu tiên mình bảo là mình muốn dùng ống kính ngàm M này thì họ bảo là mày có cái máy gì không mà lại dùng ống kính ngàm M này. Thì rất là may, đợt này mình đang sử dụng một chiếc máy của Panasonic là Lumix S1. Bọn mình có cái ngàm chuyển từ Lumix S1 sang ngàm M luôn của Leica ấy. Thế nên là mình đã chụp thử. Bởi vì thật ra thì một cái ống kính mà góc rộng như thế này ấy, nếu mà chụp trên những cái máy kiểu như là crop ấy thì nó sẽ không thể hiện hết được cái sức mạnh của cái ống kính này. Thế nên là mình đã quyết định là mượn cái S1 này để sử dụng với chiếc ống kính 21 này. Mình có mượn được một cái ngàm này của Leica của Trung Quốc thôi. Nhưng mà nó khá là chắc chắn và nó khá là dày dặn. Và mình cũng đã thử, đấy là ngàm này thì cái ngàm này có giá lên đến tầm khoảng, nếu mình nhớ không nhầm, mình hỏi không nhầm thì nó phải lên đến 700-800. Thế nên là khi mà cắm vào ấy, nó cũng khá là chắc chắn đấy, chứ nó cũng không phải là yếu đâu. Lắp vào thì trông nó có vẻ hơi nhỏ nhắn hơn so với chiếc S1. Đầu tiên ấy, thì bọn mình định làm cái bài review này ở ngoài trời cơ. Tuy nhiên là dạo này thời tiết Hà Nội nó khá là khắc nghiệt. Và nếu mà để mà chụp cái này thì mình sẽ chọn kiểu như cityscape hay gì đó. Nhưng mà nó quá nóng, thời tiết đợt này quá nóng và chụp rất là khó. Thế nên là bọn mình quyết định làm trong nhà cái bài nói này. Còn đâu ảnh ấy, thì bọn mình đã có khá là nhiều tư liệu để mình đã chụp thử trước rồi. Và thêm nữa thì có một cái địa điểm rất là hay, đấy là trên văn phòng của 50mm Việt Nam. Đây là phòng làm việc của mình. Có một góc nhìn ra Lotte ở phía sau, nó rất là đẹp. Thì cái kiểu như là cái góc này chụp cũng khá là đẹp luôn.
hoặc là góc góc ban công khác của Nam Việt Nam, vì nó đều là những cái góc cao mà có thể nhìn được rất là xa, thì nó cũng là một cái để chụp trên cao xuống mà mình sẽ giúp cho mình nhìn được nhiều chi tiết và cũng nhìn được cái hiệu ứng góc rộng của nó. Đặc biệt là cảnh phía sau thì mình, nếu mà mình chụp với hiệu ứng góc rộng ấy, thì mình sẽ nhìn thấy cái Lotte rồi cả con đường rất là đẹp. Cái ống kính này được thiết kế mình thấy là khá là chắc chắn, vòng nét rất là mượt mà ổn. Nói chung là vòng nét đây là một trong cái mình thấy là các cái ống kính MF hiện tại mà của Trung Quốc là như TT Lisan hay CV Lisan thì đều làm cái vòng nét này rất là tốt, gần như là xoay là chính xác đấy. Nói chung là nếu mà để quay phim cũng không gặp vấn đề gì. Tuy nhiên cũng nói về nét thì chiếc TT Lisan 21F1.5 này lại có một nhược điểm nho nhỏ, đấy là nó không thể dí gần được, tại vì cái khoảng lấy nét gần nhất của nó tận 70 phân cơ. 70 phân là khá là xa. Bình thường với những cái ống kính kiểu như là 21 này đấy, thì cái khoảng lấy nét nó chỉ rơi vào khoảng 15 hoặc 20 phân là cùng. Nhưng mà với 70 phân thì chắc chắn chiếc ống kính này không để dành cho những người dí gần, mà nó sẽ dành cho những người ví dụ như là chụp phong cảnh này, chụp toàn cảnh này, hoặc là chụp Milky Way chụp, đấy, kiểu như vậy. Mình nghĩ là nói chung là nó sẽ làm chiếc ống kính để chụp góc rộng nhiều hơn, chứ không phải để dí vào và tạo hiệu góc rộng. Hôm trước ấy, thì mình có một cái buổi đi chụp của một cái show nhà rock, thì mình cũng dùng cái chiếc ống kính và dùng cái máy này để chụp những bức ảnh như sau. Về cơ bản thì cái chất lượng cái ảnh từ chiếc ống kính này ra mình thấy khá là ưng. Cái hiệu ứng sao đến từ việc mà mình hơi khép khẩu một tí mình chụp mình thấy là rất là đẹp. Cái ống kính này thì mình cũng nói luôn, đấy là không nên mở khẩu 1.5 lớn nhất của nó, bởi vì là không biết nói sao nhưng mà với cái khẩu 1.5 ấy thì nó khá là soft và kiểu như ảnh nó trông nó không được căng đẹp. Tuy nhiên chuyển khép vào từ 2.8 này rồi đến 4 hoặc là thậm chí 5.6 thì mình thấy ảnh cực kỳ ổn luôn ấy. Mình hôm trước mình chụp với Rock Show, mình chụp ở khẩu 4 mà 5.6 khá là nhiều, thì mình thấy ảnh rất là đẹp, đặc biệt là ở khẩu 4 thì nó rất là nét, sao đẹp luôn. Và đấy là chính cái mình muốn nói là với những chiếc ống kính này ấy, đừng tham mở khẩu quá lớn trừ khi bạn định chụp những hiệu ứng kiểu như Milky Way chẳng hạn. Với khẩu 4 đến 5.6 hoặc là thậm chí là 8 ấy, thì ống kính này mình thấy cực kỳ đẹp, rất là ổn luôn. Giải khẩu ở đây ấy, thì nó từ 1.5 lên đến 16. Và như vậy thì theo cái kinh nghiệm của mình thì bạn nên chụp từ khẩu 2 đến khoảng khẩu 11 là cùng thôi. Không nên khép đến 16, bởi vì khép đến 16 thì sẽ bị một cái hiện tượng người ta gọi là tán xạ. Thì kiểu ánh sáng vào nó sẽ bị bẻ cong đi ấy, thì nó sẽ ảnh nó không còn nét nữa. Nên là không phải cứ khép vào sâu nhất thì là đẹp đâu. Mình nghĩ là đến khoảng 11 thì là kiểu như là ổn rồi. Đấy là ảnh mình đã chụp từ chiếc ống kính 21F1.5 này, thông qua cái việc mình mở cửa sổ đằng phía sau ra và mình thò máy ra chụp. Thì nói chung là mình thấy khá là ổn. Với cái khẩu mình khép vào liên quan đến tầm khoảng 4 này, 5.6 thì mình thấy là hiệu ứng nó tạo ra khá tốt, đặc biệt là cái bức ảnh mà giờ xanh này này, đúng hôm trời tím tím thì cái hiệu ứng ảnh rất tốt và nó cũng không bị méo quá là nhiều. Thế tại sao cái chiếc ống kính này nó lại có cái chất lượng hình ảnh ổn như vậy? Thì theo team 50mm Việt Nam bọn mình kiểu như bàn luận với nhau ấy, thì khả năng là chiếc ống kính này đã được sử dụng lại một cái công thức của Zeiss, của Voigtlander hoặc Leica gì đó, một trong ba hãng mình đoán như vậy. Và nó sẽ làm cho cái chất lượng hình ảnh nó là khá ổn. Tuy nhiên nó sẽ vẫn có những cái hiệu ứng khi mà chụp bị ngược sáng mạnh ấy, như là kiểu viền tím, viền xanh này, hoặc là bị kiểu như flare hoặc costing. Thì lý do tại sao là bởi vì cái chất lượng thấu kính của cái ống kính này nó có thể là không cao. Các cái hãng Trung Quốc hiện tại ấy, họ có thể giảm cái chất lượng thấu kính đi để giảm giá thành, bởi vì nếu mà chiếc ống kính vẫn công thức như thế này mà họ sử dụng một cái chất lượng thấu kính xịn ấy, thì giá sẽ rất là cao. Ví dụ cái này bình thường 500 đô thì nếu sử dụng chất lượng thấu kính xịn hơn nó có thể lên đến 1.000 hoặc 2.000 đô, lúc đấy thì rất là khó bán. Thì đấy là lý do tại sao cái ống kính này nó có giá khá là rẻ nhưng mà chụp ra chất lượng ảnh lúc đấy mình thấy khá là ổn. Trừ một số trường hợp như là chụp ngược sáng quá mạnh thôi thì nó sẽ tạo ra hiệu ứng kiểu như halo flare, nó khá là buồn cười. Mọi người nói là MF thì có khó lấy nét không? Thật ra là với ống kính 21mm này thì ví dụ mình khép khẩu 4 hoặc 5.6 ấy, và mình tính đến đúng một cái khoảng vừa khoảng tầm cách mình khoảng 1.5 đến 2m ấy, thì gần như là mình bấm kiểu gì cũng trúng, gần như là chắc chắn là sẽ nét thôi. Có thể là sẽ không phải nét nhất nhưng mà nó gần như là sẽ tạo ra một bức ảnh rất là nét. Ở đây thì gần như về sau mình còn không phải chỉnh cái đường vòng nét này lắm, mình cứ căn vào tầm khoảng 2m thôi, mình lùi khoảng 2m, mình nhìn thấy ok chụp được rồi, thế là mình cứ thế mà chụp, thế là kiểu như cái gì cũng nét. Thế là mình thấy là việc chụp MF với ống kính góc rộng như thế này thì không phải là quá khó. Để tổng kết lại thì mình khá thích chiếc ống kính TT Alisan 21F1.5 này, bởi vì nó như kiểu là cho mình một cái góc nhìn rộng, thoải mái. Và khẩu thì nếu cần thì mình có thể hạ xuống khoảng 2 gì đó thì chụp cũng khá là ổn. Không hẳn là xóa phông được nhưng mà nó sẽ kiểu như là
tách nhẹ cái chủ thể mình ra khỏi nền, thì mình thấy về cơ bản đấy là một điều khá là thú vị. Và thêm nữa là với khẩu 2 thì mình nghĩ là mình cũng có thể chụp được trong điều kiện là thiếu sáng khá tốt. Với việc là một ống kính manual focus và vòng lấy nét tốt như thế này ấy, thì mình cũng dự đoán là nó có thể dùng là một chiếc ống kính để mà quay phim, dùng trong một số cảnh góc rộng. Nó cũng khá là ổn, bởi vì là vòng lấy nét này khá là mượt mà và sẽ giúp cho bạn kiểu như là lấy khi mà vặn nét theo ấy, nó sẽ không bị như các cái vòng lấy nét điện tử. Đây là vòng nét toàn là cơ. Với việc bạn sử dụng những cái máy ảnh mà mirrorless bây giờ ấy và dùng đa phần là live view, thì cái việc mà bạn có thể ngắm ở trên này và chụp nó rất là đơn giản, nó không giống như kiểu DSLR mà không dùng live view ấy, thì lúc nào bạn sẽ phải bị dựa vào cái viewfinder nhiều. Tuy nhiên là các máy ảnh mirrorless bây giờ thì họ có màn hình LCD, có live view, và đặc biệt là cái máy nào mà có hệ thống picking, tức là hệ thống mà chỉ ra cái điểm nét bao quanh chủ thể ấy, mà chuẩn một chút ấy, thì mình đảm bảo đây là một cái trợ thủ đắc lực luôn cho cái việc chụp ống kính manual focus. Và đó tất cả những gì của trong video ngày hôm nay về chiếc ống kính TT Artisan 21F1.5. Hy vọng là trong thời gian tới bọn mình sẽ có nhiều cơ hội hơn để review về chiếc ống kính của TT Artisan. Đặc biệt là bọn mình đã ngắm chiếc 35mm F4 của TT Artisan rồi đấy, bởi vì là nghe nói là nó khá là xịn, hình ảnh mình nhìn cũng đẹp đấy. Vậy thôi, đó là tất cả những cái gì của trong video ngày hôm nay. Nếu các bạn muốn bọn mình review thêm cái gì, hãy comment nhé. Xin chào, hẹn gặp lại.